Các bạn đến với kênh YouTube của anh Thanh TV. Hôm nay mình làm cái video này để quay về cách để bảo dưỡng một chiếc máy giặt cửa ngang. Đây là những cái đồ nghề để chuẩn bị các bạn ạ. Gồm cái T8, búa và một cái khoan bắt vít. Đồ nghề rất đơn giản thôi các bạn. Làm vào chỗ. Bây giờ chúng ta sẽ tháo nốt dây điện ra. Có những cái gì mà nó bắt vào lồng là mình phải tháo ra. Mục đích của mình phải bỏ cái lồng ra ngoài. Bảo dưỡng cái máy giặt này là phải tháo tung toàn bộ ra em nhỉ? Mục đích của mình là rửa cái lồng bên trong. Sao hai cột này cao bằng nhau này? Bảo dưỡng cái máy giặt cửa ngang nó rất là khó các bạn. Tháo cái đồng nó ra là phải tháo toàn bộ hết thì mới lấy được cái đồng ra. Bây giờ chúng ta sẽ tháo hết các cái giặc điện để cắm vào mạch ra. Mới chân nhả ra một vài phút cho quần nhả ra làm trên nó. Bạn đây là chiếc máy giặt này là máy giặt gì em nhỉ? Máy giặt là gì 10 cân cửa ngang. Rồi chúng ta sẽ tháo cái mạch điều khiển của hai cái nấy, chúng ta sẽ ấn xuống là bắt đầu rút ra được. Nhiều loại nó bắt ốc bên trong nhưng loại này chỉ cần ấn nấy là được. Máy Elec thì này nó sẽ bắt ốc ngược từ trong ra. Rồi chúng ta lại xếp gọn gàng vào. Mê bạc cân nó khai ra cái hàng. Tiếp theo chúng ta sẽ tháo mấy cái đầu ống để cấp nước. Nó có mấy cái chốt kẹp, các bạn chỉ cần nâng cái chốt kẹp ra và nay cái ống nhẹ nó rút được ra được. Thế tiệm dạo này có nhiều việc không? Cháu cứ tức tắc thôi. Đấy, chúng ta đã nâng được để đây là vệ sinh chứ không phải sửa. Đây là vệ sinh để chúng mình tháo ra. Vệ sinh bảo dưỡng. Bảo dưỡng thì nếu quên ốc thì... Tháo ra xong bắt đầu là thừa ốc thì chết. Thế chờ con này cho ta xin mấy con. Cái này đấy là sửa cái này chỉ có cài thôi. Thang không cái này là chỉ có cài thôi. Cái mặt đấy là mặt gì đấy em? Cái mặt bắt lô bên dưới. Cái mặt nhựa này ra. Nó chỉ có một cái ốc này thôi. Tiếp theo chúng ta tháo cái mặt đắp nô bên dưới, nó có một con ốc thôi, chúng ta chỉ việc nó cài vào, chúng ta tháo một con ốc ra và bẩy ra là ok. Bên trong này nó sẽ có một cái nấy các bạn ạ. Các bạn phải thường là mình cứ giật nó ra, nhưng mà cái này kiểu lâu ngày này ví dụ nó cứng. Có cái máy làm nào cũng bán thằng
Nó có cái nấy cài vào, các bạn chỉ cần bóp vào là được. Các bạn phải bóp cái nấy cài vào mới rút ra được. Nếu mà cứ thế giật ra thì gãy cửa. Lâu nay có lên xem chuồng trại ở đại không? Có, được trước. Bắt đầu đến chúng ta sẽ tháo phần gioăng trong lồng ra các bạn. Và chúng ta đều tháo cái khóa cửa ra. Cửa các bạn phải tháo cẩn thận. Phần gioăng của nó thì sẽ có một cái này thì rất nó lẹp cái gioăng ạ. Cái nẹp một đoạn dây thép nó để vào ngò to để nẹp cái giữ chặt cái gioăng lại. Tốt nhất là mình tháo cả cái cánh này ra cho nó an toàn, không mình sợ nó vỡ này. Đây chưa bảo dưỡng xong, khách đã gửi tiền rồi các bạn. Giá bảo dưỡng một con máy giặt này thì nó rơi vào khoảng 500-600 nghìn các bạn. Bởi vì là máy giặt cửa ngang, cửa đứng thì sẽ rẻ hơn. Sáu trăm sẽ hai máy các bạn. Hôm nay là bảo dưỡng hai máy à? À, ông trước làm rồi. Đây là cửa ngang này. Đây thằng em mình nó bảo dưỡng rất là rẻ các bạn, nó chỉ 600 hai máy thôi các bạn. Còn như giá ở trên Hà Nội họ làm thường kỳ 400-600 một máy cửa ngang này. Bởi vì cái này nó là vào phần kỹ thuật. Phải cháo toàn bộ móc ra. Tiếp theo chúng ta sẽ tháo nốt cái mặt trước này ra để còn rút nồng ra. Ăn ra thế à? Ăn ra là sao rồi? 5 con ốc, cả con này nữa. Tất cả nó sẽ có 5 con ốc các bạn ạ. Chúng ta sẽ nhấp lên và rút ra là được. Thì nó lắc lên cho mình sạch ra. Ở đây nó có cái sập này. Em làm lại cho ta xem tặng xem. Rất đơn giản thôi, hoặc thế nếu mà chúng ta không biết thì cậy cả ngày cũng không ra được. Bây giờ xong rồi, chúng ta bắt đầu sẽ tiếp theo sẽ tháo hai cái đối trọng hai bên ra. Hai đồ trọng này sẽ có 8 con ốc, chúng là dùng cái T10 để vặn ra là được. Toàn bộ máy này nó chỉ có một cái T10, một T8 và một cái COVID. Dụng cụ nó rất đơn giản thôi, chỉ cần T10, T8 là được. COVID, kìm. Đấy, và thêm cái kìm nữa là có thể được. Và cái máy bơm để nó rửa lồng nó ok. Đã tháo được một bên đối trọng ra, còn một bên nữa. Hôm nay có người các bác thợ làm tôn ở đây nó hơi ồn, thì các bạn chú ý lắng nghe một tí.
không bao giờ là không nhìn thấy. Ngoài này tháo kìa. Ta đố ông nào không nhìn thấy. Ngoài tạm bề mặt thì không ở. Cái này nó không nhìn thấy. Nó phải là nhìn căng thôi. Nhưng mà có nghĩa là nhìn dưới không mài thì nhìn thấy. Cái này thì còn con ốc thì đúng rồi, các bạn khi tháo gần hết các bạn phải bớt một con ốc cuối, các bạn phải giữ tay vào, không có rơi ra, tránh trường hợp bị rơi vỡ ra thì nó mất hiện trạng ban đầu của máy. Làm cái video để cho lên YouTube để cho anh em xem các bạn. Không, thao tác như này là quá chuẩn rồi các bạn. Làm rất là nhanh. Ống thoát nước. Tiếp theo là chúng ta sẽ tháo đến ống thoát nước ra các bạn. Tháo ra sẽ có một ít nước sót này ở trên nồng nó chảy nốt ra. Sẽ cắt nốt mấy cái chốt giữ của cái dây điện. Chúng ta rút nốt những cái rắc dây điện nào còn bắt vào lồng thì chúng ta sẽ tháo nốt. Hai cái trục này có phải tháo nốt được không em nhỉ? Có chứ, đây là bốn cái giảm chấn. Bốn cái giảm chấn thì chúng ta cũng phải tháo nốt hết rồi. Chúng ta sẽ lấy kìm để kìm nó đẩy cái chốt này, để nó có bốn cái chốt nhựa để giữ luôn. Mình phải ăn cái này. Có lấy gài. Còn cái lấy gài. Mình phải ăn cái này thì mới rút ra được. Cái xin mở cái đâu. Cái này xuống. Xong chúng ta sẽ gõ lấy tay để gõ xuống là nó tự sẽ tự sập xuống. Tháo lồng ra, đẩy lên nó gãy mất cái này. Cho nó nằm xuống. Quá, quá tay phải đẩy cái đằng trái. Khi tháo giảm chấn các bạn phải để cho nằm xuống, không nhiều khi chúng ta quên rút nồng ra chân gãy. Đây nó có 3 giảm chấn đúng không? Elec chỉ có 2. Mỗi máy một kiểu. Có máy nào có 4 cái không em nhỉ? Chưa thấy giảm chấn. Chưa gặp. Tháo xong giảm chấn ra là chúng ta có thể chuẩn bị để tháo nồng được. Thì cái máy có còn cái thì máy cho nó nhẹ lên ra nhẹ nhàng. Như cái máy đặt gì này đằng sau nó vẫn có thêm một cái đố trọng luôn. Đây là tháo nút cho nó nhẹ nhàng. Bây giờ là xong hết rồi, là chúng ta chỉ còn nốt hai cái lò xo treo để chúng ta tháo nốt ra có thể nâng được đồng ra. Mình muốn đơn giản tháo cả cái này ra. Tháo cả cái này ra thì lúc nuôi lồng ra rất là đơn giản. Tùy thích tháo ra được không? Tùy từng người, mà các bạn nào muốn đơn giản cẩn thận ra thì các bạn tháo nốt cái nẹp ở bên trên ra để nâng ra nó dễ. Còn cái ống
Đây là ống thu phao. Rút ra. Và rút nốt cái ống để phao ra để đâm nọc vào dây. Đây bây giờ là bắt đầu chúng ta sẽ nâng nốt cái nồng ra, chỉ cần nâng hai nò xo lên là được. Rất nhiều linh kiện nữa. Tháo một chiếc máy giặt cửa ngang ra là nó rất là nhiều các thiết bị liên quan. Tháo toàn bộ. Coi như là chiếc máy giặt này bây giờ chỉ có mỗi cái vỏ không thôi. Tiếp theo là tháo cái gì đấy em? Tháo cái lồng này nó sẽ làm hai mảnh. Tháo cái vỏ là lồng này ra. Mình mới lấy được cái lồng trong ra. Cái đồng này nó được, sẽ được ghép đôi lại đánh hai mảnh ốp vào nhau. Chúng ta sẽ phải tháo tách đôi ra để lấy cái nõi bên trong ra để xịt sửa. Rất nhiều ốc các bạn. Cái này nó phải đến gần chục con ốc em nhỉ? Hai, bốn, sáu, tám, mười, mười hai, mười ba, mười bốn con ốc rồi. Rất nhiều ốc. Khi tháo máy giặt cửa đứng ra được chúng ta rất đơn giản, cần nâng cái nắp máy giặt ra, nó không nhiều thiết bị như máy giặt cửa ngang, nên giá tiền để bảo dưỡng máy giặt cửa đứng lúc nào cũng rẻ hơn một nửa so với máy giặt cửa ngang. Nâng ra rất đơn giản, tháo hết ốc ra đập nhét nó ra. Bắt đầu để tháo lồng các bạn gõ gõ nhẹ nhẹ để cho nó nay nay cái chỗ ốc ra lâu ngày nó kẹt rất là bẩn các bạn. Bây giờ chúng ta đi tìm cái gì kê ra để gõ nốt nó ra, để có mảnh gỗ cho đây để đỡ cho nó tè cái đầu. Cái này nó bị sao, nó hơi nong nong rồi chị. À, ý là chắc là nó chưa vào à. Cái này này. Đây là cái này. Bây giờ hôm nay là tháo hết ra, tí nữa là cái này có một cái lò xo nó kéo đây. Sẽ xử lý hết cho chị. Tay sắt. Ờ, không ở nhà em ý. Cái máy là nó bị
như nào nhỉ? Ý là cái này là nó chưa vào lỗi sao ấy. Em đóng cái cửa nó cứ bị ấy. Khó lắm. Thế nên em kiểm tra. Em thấy nó kiểu nó không vào cái khớp sao ấy. Đóng cửa là khó đóng à? Vâng, đóng cửa nó bị khó đóng. Nó giống kiểu bị... Thế nhỉ? Vâng. Ra được tí nào chị ạ? Nó lỏng. Thường vỗ cái này nó ra này. Kê cái này ở đây này, dập ở đây này, nó đỡ. Đấy, ra rồi các bạn, rất là nhanh gọn. Cái này sạch chị ạ? Cái này sạch. Con này cũng không đến nỗi là bẩn lắm. Rất là sạch. Ông là nhà ông lấy 350. Các bạn xem, coi như là tháo tung toàn bộ con máy giặt ra. Bây giờ thì anh em mình sẽ đang đi chuẩn bị máy bơm để xịt rửa cái nồng. Ta sẽ mang cái nồng này vào bên trong nhà vệ sinh xịt để cho nó đỡ bắn bừa ra khu này. Máy bơm này khỏe không em? Máy anh có một cái máy ở nhà nó lại bơm nhiều khi nó kẹt mãi không nên. Bóp máy ra nó. Bóp máy không nên. Tắc. Kiểm tra hết cho nó sạch sẽ hết rồi mà. Nhiều khi máy nhiều khi máy tàu nó hay thế. Cái này chỉ có rửa thôi chứ. Nó rửa chứ. Cái này sạch quá sạch. Ừ, sạch quá. Đấy có mối rửa một tí là phải tháo tung hết cơ mà. À, đúng rồi, rửa. Cái này rất là sạch lắm. Cái này thế này sạch rồi. Sạch. Nhiều nhà nó kẹt vào tí. Do nguồn nước ấy. Đúng rồi, trong máy này nguồn nước. Do nguồn nước rồi. Không. Kẹt ấy. Nếu mà cứ đây là tới dùng mới dùng nước sạch nhiều nó mới sạch. Vâng, đấy sạch rồi. Đấy, bây giờ chúng ta bắt đầu bơm và xịt rửa nồng. Cái này thì đơn giản thôi, cái này ai cũng có thể làm được. Năm nay rồi nó mới sửa. Không kể cả giếng khoan nhưng mà có nhà giếng khoan nó rất là sạch. Chả nhà mình đóng lại thì tháo ra chả thấy bẩn đâu, nhưng mà nhiều nhà thì mới dùng. Đúng do nguồn nước rồi, nhà nước bẩn. Bây giờ như mình đang dùng cái nước giếng khoan nó sạch, cái nó lạnh rồi nó toàn nước đen xì. Con đánh ra cái bẩn, cháu phải mang cả cái máy trà này để đánh cái lồng nước. Hôm của tớ nó ống nó tắc rồi, trước nó bơm nó khoảng tiếng thì là đầy bể. Kiểu nó có đá vôi. Nhưng sau rồi sau nó tắc cái đường ống này. Cơ bản là cái
sạch bóng luôn. Sau vài phút xịt rửa thì chiếc nồng đã như mới luôn. Đấy, bây giờ đã như mới rồi bạn ạ. Chúng ta phải thông thật kỹ, không nhiều trường hợp nó tắc chảy hết nước ra ngoài được. Chắn bi này không nước nó chảy vào đấy nó sẽ nhanh rỉ bi, gây ra chết bi. Chúng ta phải hết sức cẩn thận làm để xịt rửa này và che chắn bi này. Vệ sinh
Đương vòng đi cái là chúng ta phải che rất cẩn thận lại, không nhiều khi là chúng ta vệ sinh máy xong sau thời gian nước nó vào nó rỉ gây ra hỏng bi chết bi. Có cái khoan vít được, có cái khoan vít à? Anh lấy cái khoan bắt vít bảo dưỡng cái để lâu ngày nó lên nó còn nám vào nó cũng như cục của tao nó hết mà hết mà. Sạch chưa em? Sạch. Đấy, khi đã xịt sạch chúng ta cứ để ráo ráo nước một tí, bắt đầu quá trình để lắp lại như cũ như vậy là chỉ sau 40 phút vừa tháo ra. Máy này tháo ra nó bây giờ là nhìn rất đơn giản thế thôi, nhưng nếu không tháo quen không có kinh nghiệm thì chúng ta sẽ rất khó khăn trong việc tháo ra nắp vào. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bước tiếp theo là lắp đặt lại như cũ. Lắp này này lưu ý có cái chỗ này. Lắp đi là nó sẽ có một cái đựng. Đâu lưu ý chỗ nào em nhờ để cho cái máy dòng máy này là cái thanh này. Nó sẽ có một cái đỡ khi úp vào nó sẽ đỡ vào đây. Mình phải để ý là lúc vào đây không những lúc nó đặt cạnh đây là nó sẽ khi lồng quay vòng tua cao lên nó sẽ chạm vào thanh đốt này. À. Mình phải xỏ nó đúng vào đây. Xỏ đúng vào lỗ luôn. Và xỏ đúng vào chỗ này. Sổ đúng một lỗ xong nó chạm vào cái đầu kia thừa ra nó trượt ra ngoài thế là không được em. Nếu mà sổ mình không để ý sổ như này là khi vòng tua cao lên bắt đầu là cái lồng nó sẽ hơi lắc vào một chút và nó sẽ chạm đây. Nó quẹt vào cái thanh này. Nhiều trường hợp là bị rồi. Còn thằng Alex thì là nó đỡ sẵn đây rồi, nó định vị sẵn đây rồi thì mình không quan tâm. Còn ghi là nó có cái đây. Đấy là như là đây là điều các bạn hết sức lưu ý khi úp vào cái thanh sợi đốt, chúng ta phải cho đúng vào trong cái lỗ khe của nó. Khi úp vào nó phải làm đây như này nhá,
nói đâu cũng không như thế. Còn nếu mà đặt như này là nó sẽ là khi lồng vắt lên là nó sẽ chạm. Nó trượt ra ngoài là thanh sữa đốt nó chạm vào ngoài là sẽ xô ra ngoài là. Khi vắt là nó sẽ khi đút thanh sữa đốt là vào phải hết sức cẩn thận. Nắp vào nó trượt ra ngoài là sợi đốt nó xô với nồng. Khi lồng bắt là câu ca là kiểu gì sẽ phải có cái độ phăng một chút sẽ chạm vào. Đấy, rất nhiều ốc. Không biết tí nữa có thừa con ốc nào không. Khi siết ốc các bạn phải siết thật chặt tay và cân ốc. Vừa tầm nó, cái này là ốc nhựa, đen nhựa, vặn vừa tầm. Chặt tay nhưng không được quá mạnh để tránh trường hợp gì. Tránh trường hợp là bị trườn gen vỡ nhựa ra, lúc đấy xử lý sẽ rất khó. Đấy, như vậy là chiếc nồng nó được lắp lại hoàn chỉnh. Bây giờ tiếp theo là chúng ta sẽ lắp vào máy. Lắp máy thì chúng ta đến đây lại treo này cái lò xo luôn. Ở trên hai tân đồng nó có hai cái lỗ để treo cái lò xo vào mà giữ lại đồng. Chúng ta sẽ nắp cái đối trọng đằng sau. Cái nào tháo trước thì các bạn sẽ nắp vào sau, cái nào tháo sau thì các bạn cứ nắp vào trước, cứ theo thứ tự thế mà nắp. Đối trọng này nó có tác dụng gì em nhỉ? Mục đích của nó là để làm cho cái lồng nó cân bằng. Lồng cân bằng. Không được lặng trước quá, không được lặng sau quá. Cho nên cái máy giặt cửa ngang nó nặng là nặng vì mấy cái quả đối trọng này. Đúng rồi. Một quả này nó bao nhiêu cân nhỉ? Ba quả này chắc phải chục cân.
Sao chúng ta thấy mấy cửa ngang này nhìn nó rất đơn giản thế này thôi mà sao nó nặng thế? Bác thử cầm cháu cái kia rồi nâng lên xem nó có nặng không. 5 cân rồi. Nặng phết nhỉ, cái này phải 10 cân đấy. 3 quả chắc này chắc tầm 5 cân. Thôi 5 cân. Rồi bằng 5 cân 3 quả. 3 quả 15 cân, nó phải hơn 5 cân. 3 quả 20 cân. Đấy, cả cái máy giặt có đúng 3 quả đối trọng là nó nặng. Xong cái này thì mình bắt đầu mới được định vị thế này. Thì nếu định vị trước mà cái này nó bắt được. Nhà lắp 3 cái hụt. Lại xỏ vào thôi. Tiếp theo chúng ta sẽ bắt nốt 3 cái thụt bên dưới để giữ cái nồng này. À, con này cũng có cơ nó gắn liền luôn đấy à? Vâng, trực tiếp luôn. Thế là không như bọn kia cũng được chưa giờ. Nên là nó đổ khô á. Thì bắt 3 cái thụt để giữ nồng bên dưới này, chúng ta phải ấn 3 cái chốt nhựa vào lại như cũ. Chúng ta sẽ kẹp cái ống nước này, nước thoát của máy giặt. À, dây điện nó nhớ phải luồn lại như cũ rồi. Động cơ của con máy này nhìn nó rất là đơn giản. Đây là dây nhôm, không phải dây đồng, anh nhìn nó. Anh nhìn này, cái đầu lối rồi. Nhôm à? Đây bên ngoài mạ đồng, bên trong là màu trắng này, nhôm này. Anh nhìn thấy không? Chứng tỏ con máy này thì động cơ là mạ đồng. Đó là dây nhôm, hầu như là dây nhôm hết. Có con nào 100% mà đồng không? Nói chung là LG em thấy hầu như là nó là nhôm hết à? Nhôm. Chúng ta lại cắm giáp điện để vào động cơ. Động cơ con máy này rất gọn, nó không như máy cửa đứng. Cửa đứng động cơ nó tách riêng biệt. Dòng này nó cũng có loại dây cu loa. Dây cu loa thì motor nó nằm dưới đây. Nó qua một cái dây cu loa nó lôi xuống motor. Con máy này nó không sử dụng dây cu loa, nó là động cơ trực tiếp. Trực tiếp thì nó sẽ êm hơn, nó không nghe thì tiếng dây cu loa kêu. Trực tiếp nhưng nó làm việc theo kiểu gì em nhỉ mà nó lại... Trực tiếp đấy thì đây nó là cột điện, nó sinh ra từ. Sinh ra từ thì đây nó là lâm châm, nó cũng là từ. Thì nó đẩy cục lâm châm quay thôi, thì cả cái này quay. Khi cái này quay thì nó sẽ làm cho trục quay này. Trực quay. Máy này thiết kế động cơ trực tiếp, nó rất là tiện, chạy sẽ êm hơn cái động cơ chạy dây cu loa. Máy giặt elec thì hầu như là vẫn chạy bằng dây cu loa. Cu loa hết rồi. Thường thì em làm này em thích làm cái loại
kiểu cu loa hơn là động cơ trực tiếp hơn. Nhưng mà loại này thì nó nhanh hơn. Loại trực tiếp chúng ta làm sẽ nhanh gọn hơn là loại dây cu loa. Cu loa thì phải tháo cả motor dưới đây, xong vẫn phải tháo cái đầu trục này, vẫn tháo cái buli ở đầu trục. Làm ra mất thêm một thao tác nữa, lâu hơn. Dây cu loa sẽ thao tác sẽ lâu hơn, phải tháo thêm cả motor. Cái tô vít vẫn chưa có nhỉ? Dây cảm biến nước nóng này. Dây cảm biến nước nóng chúng ta cắm vào. Nó tiếp mà, theo. Nó mà ướt một tí là nó sẽ nó báo về không chuẩn là nó báo lỗi. Em giới thiệu cho các bạn các loại dây, mấy cái đầu dây đấy, đấy là vừa rồi là cắm dây cảm biến nước nóng rồi. Bây giờ dây xanh kia là nhìn là chắc là dây tiếp địa này. Dây xanh sọc vàng này bao giờ cũng là cái dây để tiếp đất. Tiếp địa. Để chống trường hợp mà tiếp mát ra vỏ. Các dòng máy cửa hàng ngang rất hay bị tiếp mát ra vỏ. Nên nó phải có cái loại này để đấu mát. Còn đây là cái máy so nước nóng này, hai nguồn cấp cho máy so nước nóng. Máy giặt nó dùng ở chế độ nước nóng thì nó sẽ đốt cái thanh này để cho nó... Bên hai bên cạnh bên chén phải là hai nguồn để thay cho cấp thanh máy so. Cấp nguồn cho thanh sợi đốt. Còn đây là cảm biến của thanh sợi đốt, nó biết nhiệt độ bao nhiêu độ thì là nó sẽ không cho cấp điện ra nữa. Cũng tránh trường hợp nó nhiệt nó cao quá. Còn đây là ba dây motor. Ba dây của motor. UVW có nghĩa là UVW. Còn ba dây bên phải. Còn bốn cái dây này là dây cảm biến để nó sẽ nhận biết được là máy đang chạy ở vòng tua bao nhiêu trên phút. Đấy, cái này nó sẽ nhận biết được. Trong này nó có ba cảm biến. Nhận biết được. Mỗi vòng năm châm sẽ quét nó qua thì nó sẽ biết được đang chạy ở tốc độ bao nhiêu. Nhìn nó lòng ngoằng thế thôi nhưng thực ra nó cũng chỉ có mấy cái dây này thôi các bạn ạ. Chúng ta sẽ nẹp chặt các cái dây này như cũ để cho cái dây này long ra để chạm vào. Khi nó cái này là quay là nó chạm vào dây nó sẽ đứt dây. Nó phải lẹp lại cho nó. Cái ốp ngoài nó gọi là cái gì em nhỉ? Cái này để ý lúc khi lắp vào là mình phải để ý cái trên cái nam châm này. Nhiều khi nó có con ốc dây, có con ốc nhỏ hơn. Rồi. Mình đậy vào mình không biết chạm vào là nó sẽ cứa đứt cái ống đồng, cái dây đồng này. Đứt hết dây đồng coi như là vứt hết cuộn motor. Nên phải để ý lúc lắp cái này là phải để ý không có con ốc nào đây cả. Đấy, điều là các bạn phải hết sức cẩn thận, lưu ý cái trường hợp này. Đấy, khi lắp vào mình quay nhẹ xem nó có trơn không. Như thằng em mình nó làm rất nhiều, rất có kinh nghiệm thì nên những trường hợp này là các bạn lưu ý. Trường hợp vặn vào như này ấy, nhiều người không để ý. Tại vì vặn này nó sẽ quay lồng mà, không giữ được. Có những người ta sẽ giữ bằng cách là đút cái tô vít vào đây để cho nó giữ bên trong. Nhưng mà không may mà để ý là mình đút vào cái chỗ cuộn đồng này, cắm vào dây đồng là nó lại cũng làm cớ đứt cái cuộn đồng. Mình cắm vào mình phải để ý không có con ốc ấy. Nhưng mà tốt nhất là mình cứ cầm một cái cà lê này và mấy búa mình gõ nó sẽ chặt hơn. Nhiều thao tác rất đơn giản, chỉ cần hết sức để ý khi bắt cái mặt ngoài của motor lại chúng ta phải chú ý tránh trường hợp là thọc tô vít vào để giữ cái mặt ngoài nó đâm vào cuộn dây đồng. Coi như cái này là xong rồi để mình nắp lên mất ít nữa.
đằng sau của máy là chúng ta đã bắt đầu xong rồi, bắt đầu chúng ta sẽ ốp nắp đi này là xong. Và bắt mặt trên và bắt mạch điều khiển nữa là ok. Tiếp theo chúng ta sẽ bắt nốt hai cái đối trọng ở cái mặt trước của lồng. Mình không quen thì mình nói là mình nó cái nào bên phải mình đặt luôn đánh dấu vào, nó làm bên tay phải. Đúng rồi, các bạn phải nhớ nếu mà không làm phần nào mặt trước mà làm sau không làm thành thạo, các bạn phải nhớ phải đánh dấu lại, không để ra gây hiện tượng thì là nhầm lẫn lúc chạy lên nó lại xô tháo ra rất là. Cái này hàng que rồi anh. Tích kìa, inox kìa. Tích tháo ra lại cái bộ phận nó lò xo tiếp hướng nha. Đấy, tất cả là treo bằng hai cái lò xo. Rất là công phu. Bảo dưỡng một con máy coi như là tháo toàn bộ hết. Bắt đầu chúng ta sẽ lắp nút mặt trên của máy vào. Đây là đầu để cấp nước vào. Hôm nay để đứng xà phòng mới gặp các nước xả cho hết vào đây. Đây là hai đầu cấp nước, máy này nó có sử dụng van cấp nước đôi. Chúng ta sẽ cắm cái
phao nước, cái dây để nốt cái dây cắm phao. Các bạn đừng quên trường hợp cắm vào quên cái dây này là sẽ cửa. Tiếp theo chúng ta sẽ nắp nút vào. Thường các con ốc mà nó khoe ra bên ngoài thì nó sẽ con ốc của lốc. Đấy, các bạn lưu ý những con ốc nó nổi bên ngoài phải bằng con ốc làm bên trong thì nó là ốc thường không? Ốc thường. Đấy, chúng ta như lúc đầu chúng ta đã giải thích cái bẫy rồi, bây giờ chúng ta biết được tập cái bẫy gì rồi. Cái mặt trước của máy giặt cũng có 4 con ốc. Đấy, tiếp theo chúng ta sẽ kéo cái gioăng ra ngoài. Này các bạn phải lưu ý kéo rất là cẩn thận. Đầu ấn vào. Theo chúng ta sẽ nắp nốt cái mặt của cái mạch điều khiển vào. Mạch này thì rất đơn giản, các bạn cứ tháo ra thế nào nắp thế đấy thôi. Chỉ cần phải chú ý cái dây điện. Đấy, như vậy là em mình vừa hoàn thiện quá trình bảo dưỡng một con máy giặt vệ sinh sạch sẽ, nắp ra tháo ra nắp vào. Xin cảm ơn em đã cho các bạn những điều hết sức bổ ích. Video của mình đến đây xin kết thúc. Xin chào tạm biệt các bạn.